Thưa quý vị, cách đây ít ngày thì đã xảy ra một sự việc hy hữu với ngành hàng không khi một phi công người nước ngoài đột tử khi đang chuẩn bị cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan Trung Quốc vào trưa ngày 28 tháng 3. Sự việc này khiến rất nhiều hành khách lo lắng bởi nếu như sự việc xảy ra khi máy bay đang ở trên không trung thì không biết là sẽ xử lý như thế nào. Liệu có nguy cơ máy bay gặp sự cố, thậm chí là bị rơi hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Theo Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay Cục Hàng không Việt Nam, khi một phi công gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí tử vong khi đang bay, phi công còn lại sẽ tiếp tục điều khiển máy bay và xin hạ cánh khẩn cấp. Khi đó khối lượng công việc và áp lực sẽ tăng lên, nhưng không đến mức đáng lo ngại. Thực tế trên thế giới đã xảy ra việc cơ trưởng đột tử, song cơ phó vẫn điều khiển máy bay hạ cánh an toàn. Trong trường hợp cả hai phi công gặp vấn đề về sức khỏe, thì tiếp viên sẽ đọc loa phát thanh thông báo cho hành khách tìm kiếm sự trợ giúp và hỏi xem trong số khách bay có ai là phi công hay không để hỗ trợ. Trên thực tế, tình huống này chưa xảy ra trên thế giới. Nếu phi công gặp vấn đề lúc ở dưới mặt đất thì việc giải quyết đơn giản hơn. Hãng hàng không sẽ điều phi công khác thay thế, vì trên lý thuyết thì các hãng luôn phải có một ekip dự phòng. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam thì trước giờ bay khoảng 8 tiếng, phi công phải được nghỉ ngơi hoàn toàn, không được dùng các đồ uống có cồn. Và đặc biệt là hai phi công không bao giờ được ăn cùng lúc và không ăn cùng một loại thức ăn để tránh cùng bị ngộ độc. Thậm chí trong trường hợp phi công muốn đi vệ sinh thì tiếp viên trưởng sẽ được gọi vào trong khoang lái, đến khi phi công quay trở lại thì mới được ra ngoài. Điều này nhằm tránh trường hợp một phi công cố tình lừa phi công còn lại ra ngoài, chốt cửa lại rồi có hành vi đâm máy bay hoặc gây nguy hiểm. Đây chính là việc từng xảy ra tại Đức cách đây 3 năm, làm 150 người tử vong.